Tóc nam uốn đẹp là một trong những xu hướng làm đẹp hàng đầu hiện nay, giúp mang lại vẻ đẹp trai lịch lãm mà không kém phần sành điệu. Dưới đây là tổng hợp những kiểu tóc nam uốn đẹp hiện đại được yêu thích nhất năm 2021. 1. Tóc nam uốn phồng. Tóc nam uốn phồng là một trong những kiểu tóc được nhiều nam giới lựa chọn bởi những ưu điểm nổi bật. Sở hữu kiểu tóc này, bạn sẽ trông thật lịch lãm, sành điệu, đầy nam tính. Với kiểu tóc nam uốn phồng này, bạn sẽ không phải tốn công chăm sóc mỗi ngày và không hề kén các loại trang phục khác nhau. 2. Tóc nam uốn gợn sóng. Tóc nam uốn gợn sóng nhẹ là một kiểu tóc có sức hút đặc biệt với bất kỳ ai từ cái nhìn đầu tiên. Những lọn tóc được uốn gợn sóng mềm mại nhẹ nhàng theo thiên hướng Hàn Quốc, đậm chất lãng tử. Ngoài ra, bạn có thể biến tấu với nhiều kiểu đa dạng như tóc uốn bổ luống hay vuốt ngược tùy theo sở thích cá nhân. 3. Tóc nam uốn nhẹ layer. Tóc nam uốn nhẹ đang là kiểu tóc thông dụng được nhiều người lựa chọn vì vẫn giữ được nét nam tính mạnh mẽ. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều gương mặt nam giới, từ tròn to nhỏ đến vuông góc cạnh. Khi trưng diện kiểu tóc này, bạn đừng quên kết hợp lựa chọn các tông màu nhuộm sáng để luôn trẻ trung lịch lãm và ấn tượng hơn nữa. 4. Tóc nam uốn ngược. Kiểu tóc nam uốn ngược chưa bao giờ là kiểu dáng hết hát trong mọi mùa thời trang. Kiểu tóc này phù hợp với nam giới văn phòng, công sở, đến nghệ sĩ nổi tiếng đều trưng diện lăng xê kiểu tóc chưa bao giờ lỗi thời. Với đặc điểm được uốn vuốt ngược, tạo cảm giác pha trộn giữa cổ điển và hiện đại rất thời thượng sang trọng. Kiểu tóc này không những mang lại cho bạn vẻ bồng bềnh cuốn hút mà còn trẻ trung đầy sang trọng. 5. Tóc nam uốn xoăn. Tóc nam uốn xoăn được nhiều diễn viên nghệ sĩ nam lăng xê tạo thành cơn sóng trong làng thời trang tóc. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều gương mặt khác nhau, giúp che đi những khuyết điểm một cách khéo léo. Sở hữu kiểu tóc này sẽ giúp bạn trai thêm nam tính lịch lãm nổi bật dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. 6. Tóc nam uốn 7/3. Kiểu tóc nam uốn 7/3 khá phổ biến và được nhiều sao nam Hàn Quốc lăng xê nhiệt tình tạo cơn sốt trong giới trẻ thời gian gần đây. Kiểu tóc này phù hợp với nhiều gương mặt từ dài đến vuông góc cạnh. Một chút biến tấu bằng màu nhuộm, uốn xoăn, để thẳng hay vuốt ngược sẽ tạo cho bạn diện mạo vô cùng ấn tượng. Hãy thử trưng diện ngay kiểu tóc này để thêm trẻ trung, lịch lãm và nam tính. 7. Tóc uốn 5/5. Tóc 5/5 uốn là một trong những kiểu tóc khá ăn khách được nhiều nam giới yêu thích lựa chọn. Kiểu tóc này được cắt tỉa gọn gàng và phần mái được chia đôi cùng với lọn tóc bồng bềnh, giúp gương mặt của bạn thêm cân đối hài hòa. Kiểu tóc này được đánh giá phù hợp với mọi gương mặt, từ tròn, gầy đến trái xoan, để thêm cân đối. 8. Tóc con sâu. Tóc uốn con sâu hay còn gọi là tóc uốn texture, một trong những phương pháp uốn thịnh hành hiện nay. Kiểu uốn này được thực hiện trên các tạo kiểu nền tóc layer, mohican, khiến tóc trở nên bồng bềnh, cứng cáp. Kiểu tóc này sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật khiến giới trẻ phát cuồng vì sự trẻ trung năng động mà đầy cá tính. 9. Tóc nam uốn Premlock. Đặc điểm nổi bật nhất của Premlock đó là cả mái tóc được uốn xoăn với phương pháp uốn xoăn mới nhất, mang đến một làn gió mới kiểu tóc của sự kết hợp giữa Á và Phi.